Nội giờ này lắm những ép không, đến nỗi tưởng như cả ép không đông hơn ép một. Nước ấm đun lên cho thêm chanh xả gừng sông mũi, mùi tỏa hương mây lại thèm ốc thế này. Hà Nội mùa này nhà ai cũng tên, may mũi cho nhau thành quen tay, lo lắng xem một vành hay hai, hồi hộp tựa như khám thai. Mà bị tầm này chẳng ai truy vết, đa số đã tiêm thì không sao, nhưng cũng không nên chủ quan đâu, vì những hội chứng về sau. Hà Nội mùa này nhà ai cũng tên, ngoài mũi cho nhau thành quen tay, lo lắng xem